Ông thấy cái loa này đẹp không ạ? Vâng. Bảo hành gì? Con bảo hành cho ông 1 năm. Con bảo hành cho ông 1 năm ạ. À có, con có hóa đơn ạ. Hóa đơn của con đưa tới quần này này. Dạ vâng, đúng rồi. À, có không ạ? Đây con gửi ông cái hóa đơn này. Vì cái loa này thì đảm bảo chất lượng nhá. Nếu